Năm tháng ấy, vì một người nói thích màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời. Hello, xin chào mọi người, mình là Bẹp đây. Hôm nay nhân một ngày trời trong xanh nắng đẹp, mình lại dẫn các bạn đi chụp ảnh nhé. Mặc dù là trời hôm nay hơi nóng một chút xíu nhưng mà mình phải hy sinh một chút để có bức ảnh đẹp nha. Mọi người nhìn xem bầu trời hôm nay rất là trong xanh và nhiều mây rất là đẹp. Vậy thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn những cách để chụp ảnh với bầu trời thật là đẹp nhé. Ok, let's go! Hôm nay mình sẽ chọn địa điểm chụp hình là công viên Yên Sở. Mọi người có thể nhìn thấy có rất là nhiều các bạn trẻ đã đến đây cắm trại. Thì hôm nay là cuối tuần mà. Lý do mà mình chọn công viên bởi vì không gian ở công viên rất là thoáng đãng và rộng rãi. Thì mình sẽ bắt được ảnh bầu trời sẽ quang đãng và có một góc máy rộng. Và hơn nữa thì ở trong công viên có rất là nhiều cây xanh nên là sẽ rất mát mẻ, phù hợp với thời tiết nắng nóng như thế này. Không nói nhiều nữa, bây giờ thì các bạn hãy đi cùng mình để chụp ảnh nhé. Để có thể chụp được ảnh bầu trời thì mọi người phải hạ máy thật là thấp xuống. Đầu tiên khi mình chụp thì trời chưa được sáng lắm nên là mình đã sử dụng app Soda để ảnh của chúng ta sáng lên. Thì cái tip này mình đã học được ở kênh YouTube của bạn Thạch Trang á. Kiểu đầu tiên mình sẽ quay lưng, xoay đầu lại và ánh mắt nhìn hờ hững. Kiểu thứ hai là nắm lấy tay anh. Thì mình sẽ ngồi xuống nhá. Với những kiểu ngồi mà máy để thấp như thế này thì sẽ rất là dễ bị lộ nọng cằm. Mình thì cũng có nọng nên là mình đã khắc phục tình trạng này bằng cách là ngẩng mặt lên một chút chứ không quá cúi đầu nha. Kiểu tiếp theo mình sẽ quay lưng lại, lần này thì mình sẽ chụp thêm cả phần mông nữa. Các bạn nữ cố gắng ưỡn mông ra một chút giống như mình nè. Kiểu lần này sẽ không chụp mặt nữa mà sẽ lấy tay che cả bầu trời. Đừng quên hất tóc sang một bên, nghiêng người và chơi đùa cùng máy ảnh nữa nhé. Giờ thì mình sẽ không chụp mặt nữa đâu, mình sẽ hạ máy thật là thấp và chỉ lấy phần đỉnh đầu và phần tay thôi. Các bạn tạo dáng tay thế nào cho điệu điệu một chút là được. Ok, bây giờ thì quay lưng lại và tạo các dáng để khoe tấm lưng nhé. Tiếp theo là kiểu chụp tay với bầu trời, mình thấy kiểu này rất là hay và nghệ thuật luôn ý. Nhưng mà tay mình hơi múp và ngắn, trông không được đẹp lắm. Bạn nào mà tay bước mong thì mình nghĩ là tuyệt tuyệt luôn. Tay xong rồi thì đến chân phải không nào? Bây giờ thì giơ chân lên, tạo các kiểu dáng và chụp ảnh nhá. Mọi người nhìn thấy mình đi cái tất hình con gà trông hơi trẻ trâu đúng không? Nhưng mà khổ lắm, đấy là phong cách của mình, nó cứ bị đông bóng kiểu gì. Ok, buổi chụp hình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bởi vì lần này mình đi chụp ở ngoài trời rất là nắng và mệt nữa ấy, nên là mình đã quên mất quay cái outro luôn. Thôi thì mình sẽ ghi âm lại như thế này để chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái vlog này. Hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo. Chúc mọi người chụp được những bức ảnh đẹp với bầu trời nhé. Bây giờ thì annyeong.